trả lời. Trang tại ngoài đường kẻ xe nên những niềm vui đã không kịp tới. Đâu đó giữa bầu trời linh hồn anh chỉ còn một nửa. Nửa kia mang cho em mượn, không biết bây giờ đã trả hay chưa. Anh biết mà, anh không phải người mà em kỳ vọng. Không địa vị, không tiền bạc, tới một công việc ổn định cũng không. Không cho em được gì nhiều nên chẳng dám đòi hỏi bao nhiêu. Một lòng một dạ yêu em và cố bù đắp những phần còn thiếu. Nhưng thời gian chứng minh những thứ em cần còn hơn như vậy. Áp lực cuộc sống quá cao, không phải lúc nào anh cũng ở đấy. Mâu thuẫn bắt đầu nổ ra, nụ hôn từng quen bỗng dưng thành lạ. Đồng tiền tạo ra khoảng cách và khoảng cách ấy càng ngày càng xa. Anh luôn giận chính mình mỗi khi hai đứa cãi nhau, bởi vì cả hai đều là kẻ thua khi mang cái tôi kia ra tranh đấu. Hơn thua mà để làm gì, rồi cuối cùng đường ai nấy đi. Những lúc cần thương nhau hơn thì ta lại không giữ được lý trí. Em mà anh biết em chỉ là cô gái vừa tròn đôi mươi, thêm sự bao bọc của mẹ của cha nên em chưa thấu sự đời. Nhưng nếu một lần em thử nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, cả thành phố lẫn chịu trên vai và anh vẫn phải một mình gồng gánh. Chia tay anh chỉ lặng im rồi khẽ gật đầu. Anh xin được chờ em về 5 lần 7 lượt, em vẫn không nghe. Hà Nội cướp đi người anh yêu thương vào một buổi chiều như thế. Một thời gian sau thì anh hay tin hôm ấy em gặp tai nạn. Ngã tư sở dòng xe tấp nập, một mình em nằm giữa đống ngổn ngang. Trên tay ghi chặt điện thoại, màn hình tắt lịm khi nào không hay. Còn anh lang thang tìm câu trả lời vì sao em lại tắt máy. Và may sao em cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Chủ xe chạy trốn thật xa khi điều khiển xe dùng chất kích thích. Tay chân em vẫn lành lặn, những vết bầm rồi cũng sẽ tan. Nhưng đôi mắt của em từ nay về sau sẽ không tìm được ánh sáng. Anh thật sự bất lực khi nhìn em chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ước có thể thấy em gánh những cơn đau mà em cố giấu. Cô gái anh yêu ngày đầu giờ chẳng thể nở nụ cười trên môi. Lỗi lầm tất cả tại anh, phải tìm cho ra được cách sám hối. Anh trở về nhà viết bức thư dài đầu thư gửi mẹ gửi cha. Xin lỗi vì thằng con trai chưa kịp báo hiếu được ngày nào cả. Còn em chẳng biết viết gì bức thư để lại trước lúc anh đi. Vỏn vẹn hai chữ yêu em cùng trái tim nhỏ đặt cạnh chữ ký. Và thế là sau bao khó khăn cuối cùng em cũng tỉnh lại. Bên cạnh em có cha có mẹ có mợ họ hàng chẳng thiếu một ai. Sau bao tháng ngày thật dài qua ô cửa khép hờ một cánh, em lại được ngắm bầu trời chỉ khác là qua đôi mắt của anh. Sinh con trai đầu lòng, bé sinh non nhưng rất khỏe mạnh. Bé như có thêm đôi cánh vì mang trong mình linh hồn của anh.